Mới đây, đại diện của Lý Nhã Kỳ nói lịch trình ở Ken dày đặc, kéo dài nhiều ngày, lệch múi giờ khiến cho cô phải kiệt sức. Diễn viên viêm họng sốt cào liên tục. Sau khi hợp bàn, ekip quyết định hủy lịch trình còn lại của cô tại Ken 2022, gồm các hoạt động như thảm đỏ, hợp bàn cùng nhà sản xuất phim, bàn tổ chức. Hiện sức khỏe của Lý Nhã Kỳ chưa ổn định, nên ekip chưa có kế hoạch về nước. 4 ngày ở Ken, Lý Nhã Kỳ gây ấn tượng với các thiết kế đa dạng. Ngày đầu, người đẹp Việt diện bộ váy hai màu trắng và tím lấy cảm hứng từ hoa ỏi hương của nhà thiết kế Đỗ Long dự công chiếu phim Armageddon Time. Ngày thứ hai, cô diện váy trẻ vài sexy của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, đeo bộ trang sức kim cương trị giá hơn 267.000 euro, dự ra mắt bộ phim 3000 Year of Longing. Tới buổi công chiếu phim Tiger of Stainless của đạo diễn Ruben Ursuline, ngày thứ ba, cô chọn đầm công chúa kiểu dáng bồng bền màu kem của nhà thiết kế Hà Thành Việt. Ngày thứ tư, liên Nha Kỳ diện thiết kế hơi hướng cổ điển, lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1930 do Đỗ Lòng thực hiện. Nữ diễn viên mang theo ekip 10 người, trong đó có cặp phù thủy trang điểm quân Nguyễn Bù Lê sang Pháp hỗ trợ chăm chút hình ảnh, hỗ trợ cô trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh. Trong hàng nghìn khách mời đến Cairns, không phải ai cũng hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng thời trang chính là sự kết nối. Với 3 phút trên thảm đỏ, bạn không thể giới thiệu hết về bản thân, nhưng qua bộ đồ bạn mặc, mọi người sẽ biết bạn là ai, làm nghề gì, xuất thân từ nền văn hóa nào. Vì thế tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi lần dự Liên hoan phim Cannes. Cô chỉ biết trả lời Pháp sau 3 năm, cô vui vì được hội ngộ nhiều bạn bè, đồng nghiệp quốc tế. Ngoài ra người đẹp còn có những buổi làm việc với các vị khách, đối tác quan trọng ở Liên hoan phim Cannes. Cô được ban tổ chức Liên hoan phim Cannes sắp xếp ở khách sạn cùng dàn sau Hollywood và được tiếp đón nồng nhiệt, đưa đón bằng xe riêng.